quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Audio. Và Thu Hà rất vui khi được gặp lại quý độc giả trong bản tin hôm nay, để chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong tuần vừa qua nhé. Mở đầu bản tin, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tin tức Mừng Than Aquatic Signature đồng loạt lên phiên bản Neo, cải tiến trục quay và độ ổn motor. Hai công nghệ đặc biệt được ứng dụng trong thế hệ Mừng Neo Series 2020 gồm tối ưu độ ổn và ma sát trục quay với thiết kế ổ trục mới DTD và kỹ thuật ABC giúp giảm rung động của motor AC. Ổ trục DTD Darlington Diamond Bearing có thiết kế bạc lót mới dạng quét lỗ, tối ưu lượng dầu bôi trơn, đồng thời giảm diện tích bề mặt tiếp xúc giữa trục và lồng mâm Platter giảm ma sát. Ngoài ra, trục quay còn được phủ kim cương bằng công nghệ plasma. Lớp phủ này tăng độ cứng, độ bền và cải thiện ma sát đến 60%. Bên cạnh đó, Acoustic Signature cũng cải tiến mạch điều tốc motor AC bằng công nghệ ABC Automatic Vibration Control. ABC cho phép tự động điều chỉnh dung sai của động cơ đến mức thấp nhất có thể. Thế hệ Mừng Than Aquatic Signature Neo 2020 có tổng cộng 9 mẫu với giá bán từ 3.600 tới 155.000 euro đi kèm với 6 bộ tôn am được cải tiến. Trong đó, vật liệu ổ trục đã được thay đổi từ đồng thau sang thép không gỉ, dẫn đến độ cứng tốt hơn cũng như chuyển động mượt mà hơn. Theo Acoustic Signature thì thế hệ Mừng Than và tôn am Neo của hãng giúp người dùng hiểu sâu hơn về những bản ghi âm của mình nhờ khả năng tái tạo một sân khấu đen hơn, tinh hơn. Từ đó, chi tiết micro và cấu trúc âm hình cũng sẽ nổi bật hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với ST60, streamer đầu tiên của Acam, hỗ trợ Room, AirPlay 2 và Chromecast. Acam ST60 là thiết bị streaming chuyên dụng đầu tiên của thương hiệu Anh với nhiều tính năng, công nghệ tiên tiến. Ngay khi mở bên trong thì bạn sẽ tìm thấy chip DAC 32bit trên 192kHz ISS9038 thuộc dòng ISS Saber. Con chip này được đánh giá cao ở khả năng render và giải nén file MQA chất lượng master, cũng như hỗ trợ các định dạng AIFF, ALIC, FLIC và WAV với ưu thế cho âm thanh chi tiết và âm hình tối ưu. Acam ST60 còn hỗ trợ Room Ready, có kết nối AirPlay 2 và Google Chromecast. Ngoài ra, người dùng còn có thể stream nhạc từ các nguồn lưu trữ nội bộ thông qua giao thức UPnP. Đầu streamer còn đi kèm ứng dụng Music Glass để kiểm soát nhạc được lưu trữ trên thiết bị và ổ đĩa. Nick Clare, giám đốc cao cấp của Global Engineering Luxury Audio cho biết, trải nghiệm của Acam với âm thanh kỹ thuật số rất sâu sắc. Chúng tôi đã sản xuất đủ đĩa CD player trong gần 30 năm và hành trình thiết kế ST60 đã được áp dụng kinh nghiệm sâu rộng này vào việc tạo ra nguồn nhạc kỹ thuật số hiệu suất cao. Tất nhiên, Acam cũng được công nhận về sự khả năng khuếch đại và ST60 là đối tác hoàn hảo cho bộ khuếch đại của chúng tôi. Acam ST60 sẽ được bán ra từ quý 4 năm nay với mức giá là 1.199 bảng Anh. Mới đây thì huyền thoại Torrance DD 124 DD đã tái bản với mức giá gần 8.000 euro. Audiophile chờ review trước khi xuống tiền. Dựa trên model DD 124 của năm 1957, Torrance tái bản và giữ gần như giữ nguyên thiết kế mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, bên trong lại có rất nhiều thay đổi từ cơ chế chuyển động, thiết kế motor cho tới những cải tiến độc đáo ở tay cầm mới DB 124. Về chuyển động, thay vì dùng cơ chế quay Cura và bánh tì, Torrance DD 124DD mới áp dụng chuyển động trực tiếp với độ chính xác cao. Điều này sẽ cung cấp moment xoắn mạnh mẽ, khởi tốc nhanh và cho phép kiểm soát tốc độ chính xác và giữ các rung động không mong muốn từ ổ trục quay, cách ly khỏi mâm quay platter. Ngoài ra, phần cấp nguồn cho motor direct driver cũng được hãng cẩn thận bố trí rời để tránh nhiễu. Mâm hỗ trợ được output mono RCA lẫn XLR. Đồng bộ với mâm TD-124DD, Torrance giới thiệu tay cần hoàn toàn mới model TD-124. Cần tay này cho phép điều chỉnh chính xác gần như tất cả các thông số cho cartridge mà bạn lựa chọn. Đáng chú ý nhất là thiết kế giải pháp chống trượt anti-shifting cải tiến với ổ rupee chống mài mòn tương tự như chân kính trong các bộ máy đồng hồ cơ. Ngoài hot series game cho phép tương thích hầu hết các cartridge, Torrance cũng bổ sung thêm một tạ đối trọng nặng hơn cho cần TD-124 để có thể gắn được kim Torrance FPU-124. Torrance đã chú ý đến từng chi tiết khi chế tạo TD-124DD mới để đảm bảo rằng nó đáp ứng được nguyện vọng cao nhất của người nghe về hiệu quả trình diễn âm thanh xứng đáng với cái tên 124 huyền thoại. Torrance TD-124DD bắt đầu xuất xưởng vào cuối tháng 9 với giá bán là 7.990 euro. Kim SPU TD-124 bán rời giá 1.990 euro. Tiếp theo thì Thu Hà sẽ giới thiệu đến với quý độc giả mẫu loa JBL 4307. Đây là mẫu loa monitor xuất sắc với mức giá dưới 50 triệu đồng và chỉ có tại đại lý Nam Phú.
Loa JBL 4307 có 3 đường tiếng, được thiết kế và chế tạo để mang lại chất lượng phòng thu âm thanh vào nhà của bạn. Loa trầm hình nón bằng bột giấy nguyên chất 10 inch cho âm trầm tự nhiên, không bị biến dạng. Loa trung 5 inch được phủ polymer để tái tạo giọng nói của con người nguyên sơ và sống động. Một loa twister 1/1/2 inch với màng chắn vòng tiếp tuyến nhiều lớp để đáp ứng tần số cao lấp lánh. 4307 lấp đầy căn phòng của bạn với âm thanh JBL huyền thoại. Yếu tố hình thức nhỏ gọn của loa và lớp hoàn thiện bằng gỗ óc chó tinh xảo có nghĩa là loa JBL 4307 tích hợp một cách tinh tế và trang nhã bất kỳ kiểu trang trí nào trong ngôi nhà của bạn. Loa JBL 4307 có kích thước nhỏ gọn so với một đôi loa 3 đường tiếng 545mm, rộng 328mm và sâu 300mm, nặng 16,7kg. Ưu điểm của loa là tái tạo âm nhạc với sức mạnh, sự năng động và độ chính xác mà thương hiệu JBL đã cung cấp cho âm thanh lưu luyện trong hơn 75 năm. Bộ phân tần cao cấp độc quyền JBL được tích hợp trên loa JBL 4307 giúp hòa hợp các giải âm trên loa, mang đến những màn trình diễn âm thanh mạnh mẽ, sống động và cực kỳ chi tiết, nhưng vẫn giữ được đặc trưng chất âm dày dặn, ấm áp và ngọt ngào đã làm nên tên tuổi của JBL. Và cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin khá là thú vị. Mới đây thì Amazon Music HD đã tăng tốc và bổ sung thêm 5 triệu track nhạc. Theo thông tin vừa được công bố thì Amazon cập nhật lượng lớn các track nhạc Hi-Res được hai nhà cung cấp nội dung hàng đầu thế giới là Universal và Warner Music Remastered lại đúng chuẩn Ultra HD 192kHz/24bit. Hiện tại có khoảng 5 triệu bản thu Ultra HD được cập nhật trên Amazon Music HD và tất nhiên con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới đây. Và người dùng có thể nghe các track Ultra HD này trên mọi thiết bị mà không cần phần cứng, đặc biệt như là khi phát file MQA của Tidal. Sau hơn một năm ra mắt thì Amazon Music HD đang cạnh tranh quyết liệt với các nền tảng phát nhạc trực tuyến khác như Tidal, Spotify, Apple Music, Google Play Music. Điểm khác biệt của Amazon Music HD so với Tidal là không yêu cầu thiết bị chuyên dụng để phát nhạc chất lượng cao. Trong khi đó, so với Spotify, Apple Music và Google Play Music thì Amazon Music HD cũng vượt trội hơn về chất lượng. Hầu hết các bản nhạc ở nền tảng này là các tệp âm thanh nén, trong khi ở Amazon Music HD là chuẩn FLAC chất lượng cao. Tại Anh Quốc, mức giá của Amazon Music HD là 12,99 bảng Anh trên một tháng. Đối với thành viên Amazon Prime, rẻ hơn Tidal là 19,99 bảng Anh trên một tháng và Cobalt lên tới là 25 bảng Anh trên một tháng, nhưng cao hơn Spotify, Apple Music, Google Play Music. Nếu bạn không phải là thành viên Amazon Prime, mức giá sẽ là 14,99 bảng Anh trên tháng. Trường hợp bạn đã là thành viên Amazon Music Unlimited thì mức chi phí bạn phải trả chỉ khoảng 7,99 bảng Anh trên một tháng cho kho nhạc chất lượng ở tiêu chuẩn. Vậy là vừa rồi thì Thu Hằng và quý độc giả của Nghe Nhìn Audio đã đến với những tin tức mới nhất trong tuần vừa qua. Và quý độc giả cảm thấy ấn tượng và thú vị với tin tức nào nhất, hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Và đừng quên nếu có bất kỳ những chia sẻ nào thì cũng để lại ý kiến ở phía dưới để chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi trong những video tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các quý độc giả. Bye bye!